Rồi, chào mọi người trở lại kênh Minh Nước Vlog nha. Lời đầu tiên cho mình gửi lời kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn thành công. Hôm nay mình ra ruộng á, quay cho cả nhà xem vàng khổ qua cho trái nè cả nhà, thấy thương lắm. Quay cho cả nhà mình xem ha. Này, trái nè cả nhà. Rất là dễ thương nè. Trái này đều đều nè. Cả nhà thấy đẹp không? Trái lòng thòng cả nhà. Cái này là sáng mình mới cắt ha anh? Dạ. Sáng á, bà con mới bắt cắt nha cả nhà. Còn giờ thì nó còn nhỏ, quay thì thấy vậy thôi chứ còn nó không đẹp bằng buổi sáng. Mình rảnh á, mình chia sẻ cho bà con xem vui. Làm nông nghiệp ở Việt Nam nè cả nhà. Bà con làm thì hy vọng là trúng mùa mà được giá nha. Trúng mùa mà giá không có thì coi như cũng không có lợi nhuận. Cả nhà thấy trái nè, bẻ phải khum khum với nè cả nhà. Rất là nhiều nè. Quay cho cả nhà xem. Trái nó giấu ở trong cả nhà. Chưa có thòng ra. Miếng này cũng rộng lắm cả nhà, mấy công, mấy ngàn mét vuông. Trồng khổ qua. Thấy trái nè, rất là nhiều luôn. Quay cho cả nhà xem vui ha. Xem giải trí. Gà trái nè. Rất đẹp nha cả nhà. Nè. Hai bên luôn ha. Nhiều lắm nha. Dài là nguyên một ruộng luôn cả nhà. Trái này. Này mỗi mắt mỗi trái này nha. Bò lên là trái rất đẹp. Wow. Đây. Đây cả nhà. Đang cho trái thấy thường. Cái này mình luộc ha. Mắm nêm nấu canh. Rất là đẹp đó. Còn cái dây này sao chết rồi. Nguyên ruộng luôn đó. Trái nó giấu trong hết rồi nè. Rất là nhiều. Đây.
Cả nhà thấy kênh có ý nghĩa cho mình xin một like nha, một đăng ký và một lượt chia sẻ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ha. Thấy đùm đùm luôn à. Rồi chia sẻ một dòng, cả nhà thấy có ý nghĩa cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ ha. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha, bye bye.